Mùa hè là một trong những mùa du lịch cao điểm. Thời điểm này thì các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành ở thành phố Hồ Chí Minh đang tung ra nhiều sản phẩm tour hè 2023 độc đáo, hấp dẫn du khách. Hiện sinh viên và học sinh lần lượt bước vào kỳ nghỉ hè nên thị trường du lịch trên địa bàn thành phố bắt đầu sôi động. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, mùa hè năm nay, du khách lựa chọn lên kế hoạch trong khoảng hơn một tháng đổ lại thay vì lên kế hoạch cho chuyến du lịch từ sớm. Du lịch hè thì luôn luôn là cái mùa vàng của các đơn vị lữ hành. Những trở ngại do ảnh hưởng của dịch Covid nó là lâu dài, khách có xu hướng đăng ký khá là cận. Tuy nhiên, biết trước được cái vấn đề này, Hải Đăng đã có những cái chiến lược, những cái chính sách để đưa ra từ sớm, thiết kế những cái tour với những cái điểm tham quan độc lạ, hot trend, với những cái chi phí giá cả hợp lý để khách có thể tiếp cận được nhiều sản phẩm. Cái nhu cầu của khách hàng năm 2023 nó đang có những cái thay đổi khác so với cái mọi năm. Đó là do cái thị trường kinh tế của thế giới nó đang có những cái biến động. Do đó việc nó ảnh hưởng đến Việt Nam cũng khá nhiều. Chính vì vậy mà đối với cái tour nội địa đó, nếu như khách hàng họ mà muốn mua một cái tour thì họ phải chọn lựa rất là kỹ càng. Tại vì nó phải phù hợp với thời gian và cái giá trị. Do đó là các việc tour nội địa là họ chọn lựa rất kỹ. Còn bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải nói đến cái xu hướng là họ né tránh những ngày lễ, những cái dịp cao điểm. Chính vì vậy mà họ không muốn là cái thị trường nó đến tiếp xúc quá đông đúc đi. Sau dịch Covid-19, xu hướng du lịch của khách hàng đã thay đổi. Tháng 6 là thời điểm du khách ưu tiên lựa chọn cho chuyến du lịch hè cùng gia đình và bạn bè. Với thời tiết hiện nay, nhiều du khách có tâm lý đi du lịch nghỉ dưỡng ở những địa điểm có nhiệt độ, khí hậu tương đối mát mẻ. Mùa hè năm nay, bên cạnh các tour truyền thống, thì tour độc lạ, mặc dù giá cao vẫn được khách quan tâm.